Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cái bo công suất mà em có nhận mang đi giúp một anh khách vô cùng là đặc biệt. Đấy. Và mạch này thì các bác nhìn đã biết rồi đúng không ạ? Đấy. Rất là xịn sò. Con này mạch của nó là mạch Class D Power Omni. Đó, Class D Power Omni. Lúc đầu nhìn tưởng là TD hóa ra không phải. TD của nó là hai quận cơ. Hai quận này cơ. Nhưng đây là có một quận thôi. Cái bo này thì nó liền luôn cả công suất, xuất ra luôn cái nó cột mạch Tech QN28A. Đấy, có luôn PlayStation set up đây. Đấy, và cầu gian loa jack neutral. Jack đường vào Digital. Jack đường vào analog, nó AUX để xuất ra loa siêu trầm gì đó. Ở đây là một cái bo công suất của một chiếc siêu trầm mang mã hiệu là Tech QS28A. Thì con mạch công suất này nó nếu mà trên thị trường thì có một số anh em đang bán với mức giá khá là kinh hồn khiếp vía. Nguyên chiếc trầm này không thôi trên thị trường nó khoảng tầm 6 triệu rưỡi đến 7 triệu, hoặc là từ 6 đến 7 triệu khoảng tầm đó. Đấy. Và sắp tới thì em cũng có về, thì đây là cái mạch công suất của cái loa Tech QS28A này. Nó mạch công suất này thì đánh cho các dòng loa kiểu như là trong phòng trà, vũ trường, bí bía con này, hoặc là loa này lắp vào trong những cái thánh điện, hội hội trường hoặc là nhà thờ, thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Đó, mạch này xử lý rất là xịn sò. Này các bác xem này, chip xử lý này, đó, IC xử lý này, đấy, quận cảm. Đây là máy, con này là máy 4 kênh nhá, nhưng nó một kênh xúc là dồn, hai kênh là một. Còn hai kênh này là đánh loa N. Công suất ra loa N nó khoảng tầm 350 đến 400 W. Đấy, còn công suất đánh súp là 800 đến 1000 W khoảng tầm đó. Công suất tiêu thụ ở đây các bác xem luôn này. 1500 W. Đấy. Đây. Max input là power 1000 W. Đó. Tức là công suất tiêu thụ tối đa được có 1000 W thôi. Đấy, các bác xem nhá. Rất ít anh em nào quay review mạch này, bên em thì mượn được nên à đâu cầm tạm nên là quay review thôi, nhưng còn anh em nào mà ý kiến là xóa video ngay. Để các bác nào có tranh thủ tải về xong đăng kênh khác thì đăng nhá, em vẫn đánh bản quyền bình thường. Đây là cái chip xử lý này, các bác xem này, chip xử lý đây là con DSP, mã của nó là IMS320C67. Ui, nhiều mã lắm. Đấy, nói chung là con chip này rất là xịn sò, chuyên là xử lý tín hiệu cắt cho súp, cắt cho full ram. Đó, giơ nè này, giơ nè đây, công tắc switch đây, chuyển cái gì đó kết nối nha, có phần mềm trên máy tính nhá. Con này là giao diện trên máy tính, con điều khiển phần mềm đây, các bác cắm kết nối máy tính RJ45 cổng mạng đấy. Còn đây là bo nguồn, cấp nguồn cho xử lý tín hiệu. Đó, jack new trích ra noa đây, công tắc nguồn, dây nguồn đây. Máy này máy Nhật nhá, Nhật nhưng hàng xuất chứ không phải là Nhật nội địa. Con này điện là 220 và cộng trừ 10%. Để các bác xem luôn này. AC power 220 cộng trừ 10% 50-60Hz. RAN power 1500W, tức là công suất đạt đỉnh tối đa. Sau đây nó ghi 1500W mà đằng này nó có 1000W anh nhỉ. Không biết kiểu gì. À, đây 1000W đây là tiêu thụ cho loa siêu trầm. Đúng rồi. Đó. Các bác xem nhá. Con này là một bông xuất là đánh được hai con bát 20 từ 17 con 16 hay sao. Hai con bát súp của nó rất là khỏe. Bát 20. Hai con bát năm súp còn lại là các bác câu dây ra cái đường điều chỉnh này cắm lên loa nổi này. Đấy. Đây là phần nguồn của nó này. Nguồn đây thì dùng cái tụ NA. Tụ này đặc trưng của nhà rồi. 200V. 2200mi tụ nguồn. Đấy. Còn tụ đường công suất đây. Công suất đây thì em 80V. Xem bao nhiêu mi nè. 80V 10.000mi. Tụ công suất là 80V 10.000mi. Nên là thoải mái cho các bác đánh đánh súp. Các bác có thể mua mạch công suất này về các bác chế súp, hoặc là làm một con Omni 2.1. Thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Đường ra công suất tải 8 ohm là có vào khoảng tầm 350W thôi. 4 ohm thì nó vào gần nhân đôi nè. Con này máy D rất là khỏe. Đây, xịn chính hãng nhá. Ốp của nó đây, trông kinh dị không? Đấy.
Không biết là mạch này trên thị trường anh em bán như nào, chứ còn em cái này em lấy về cùng theo súp, cùng theo con loa sung trầm luôn. Con này các bác về coi như là mua một con súp này giá thị trường khoảng tầm 6 đến 7 triệu bên em thì có giá tốt cho các bác. Thì các bác về là các bác đánh luôn vào đây. Coi như con súp nha, các bác chỉ thêm đúng cái loa nồi với cái vang số nữa thôi là các bác hát câu ok được. Đây là máy xịn nha, không phải là máy phang kia, không phải máy quích kia kìa. Máy rất là xịn luôn. Không biết là máy xếp làm gì đây. Đây, đây răng này răng nguyên xịn của nó này. Máy rất là xịn sò nha. Đây, output này. Output NR này cộng 1-1 này. Review cái mạch loa súp mà không biết là có bác nào ném đá không, anh em thợ mà gọi điện là chắc có khi phải 6 video đấy. Anh em nào tải về thì tải nhá, em vẫn đánh bản quyền như bình thường. Tích 2011 à, ngày 23/6/2011, con này đời cũng gọi là đời mới chứ. Cứ cách từ thời điểm bán đến thời điểm sản xuất là tầm 10-12 năm là đời mới. Còn những con dưới 12 năm à, trên 12 năm thì nào gọi là đời hơi cổ. Còn loại đời nó cổ nó sĩ là nó khoảng tầm trước năm 2000. Tiếp cái xe kia ồn ào quá. Đó. Các bác xem này. Nút ấn của nó còn rất là ngon, bấm rất là mượt. Đấy. Không hiểu mấy sếp làm gì, nó nghĩ gì là cắt cái dây này đi này. Tiếc quá. Đó. Vâng, xong rồi chị ạ. 15.000 chị ơi. Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip lần sau.